Phsar Chas, vùng quê Cham, bên tỉnh Hiền, cái nhà có tên là Lộc. Bớt mới sẽ chạy chân trên khăn à tất cả lật xóa xóa món á ngang ngang ai mày đây mới sân ai mày đây mà mi mùi good girl hả bố giờ cả láng sân đang dựng đa to lẫn tích ôn mấy mình đã score tích này ồ sman đã lắc vai chắc em mà mình nhăn dài hả? Rút ghê. Thế anh nha. Có khóa. Khóa tính em bài này. Cái đau lại.